Ok, xin chào các bạn. Vừa rồi là cái đoạn đàn mẫu cho cái bài luyện ngón căn bản số 8 của dân học đàn nhà mình ha. Ok, trong cái đoạn đàn mẫu vừa rồi hình như là mình có đờn dư một nốt thì phải. À, các bạn có thể tua lại để coi cái nốt dư đó là nốt nào ha. Ok, trong cái series video hướng dẫn luyện ngón piano nhanh như rocket này của học nhạc. À, vì cái video này là video hướng dẫn thôi cho nên mình chỉ đàn ở tốc độ vừa phải để cho các bạn theo dõi và luyện ngón tay theo, không nhất thiết phải đờn quá nhanh. À, nếu mà các bạn đờn được nhanh hơn đoạn mẫu vừa rồi thì rất là tốt. Nhưng mà mình biết thì các bạn cũng hầu hết cũng chỉ đang luyện tập thôi, không phải là biểu diễn. Cho nên là các bạn cứ tập một cách chậm rãi và thoải mái. Tốc độ nhanh là chưa có ưu tiên trong giai đoạn này ha. Trước khi đi vào nội dung bài thì như thường lệ các bạn cũng cần phải khởi động ngón tay bằng cách ngồi gõ vậy nè. Trong khi nghe mình chém gió. À, gõ bằng phần thịt nha, chứ đừng gõ bằng phần móng nha. Gõ móng tay là nó khá là đau và nó sẽ dẫn đến đàn bị vấp. À, mình cũng nhắc luôn các bạn nữ xinh đẹp là các bạn cần phải hy sinh cái bộ móng tay đẹp của các bạn để các bạn đổi lại cái hình ảnh ngồi đàn rất là đẹp, đẹp hơn nữa, đẹp gấp 100 lần. Ok chưa? À, bởi vì nếu mà các bạn để móng tay dài mà các bạn đờn á thì một là các bạn rất là khéo, hai là các bạn sẽ bị vấp và sẽ bị gãy móng tay, nó sẽ dẫn đến đau tim và các bạn sẽ tụt mood, các bạn sẽ không có đờn được nữa, được chưa? Các bạn bắt buộc phải đánh đổi bộ móng tay hoặc là cái hình ảnh ngồi đờn, được chưa? Cái như vậy là mình đang được gọi là mình đang khởi động ngón tay giống như Ronaldo hay Messi cần phải khởi động vài động tác căn bản trước khi họ vô họ luyện tập chứ không phải là vô trận đấu đâu. Ngồi gõ ngón tay là mình đang khởi động ngón tay của mình, các bạn hiểu chưa không? Cái series video này được dựng nhằm giúp các bạn tăng độ chính xác, thứ hai là tốc độ và thứ ba là sự độc lập của các ngón tay. Ba yếu tố này gộp lại làm thành một trong những kỹ năng quan trọng nhất của việc chơi đàn piano. Việc này ai cũng phải tập hết, kể cả người mới bắt đầu học đàn hay đã thành thạo bậc thầy như là Richard Clayderman, Lang Lang hay là Jiroma. Các bạn cứ thoải mái tập, không cần phải áp lực chính mình rằng là mình phải chơi đàn đỉnh cao như các bậc thầy Jiroma, Richard Clayderman. Các bạn cần phải biết là các bậc thầy đó họ đã dành cả đời để tập chứ không phải là dành mỗi ngày 30 phút giống như mình hay là các bạn đâu ha. Mình khỏi cần so sánh mình với họ bởi vì như vậy nó khập khiễng lắm ha các bạn. Các bạn chỉ cần để họ là một cái hình mẫu để các bạn hướng tới thôi, được chưa? Mình nhiều khi là mình dành cả đời mình đờn cũng không được giống như các bậc thầy đó đâu. Đừng đừng có mong sẽ có một ngày mình đờn giống như họ ha. Mình chỉ đờn gần giống như họ thôi, vậy cũng được rồi, được chưa? Ok, luyện hết cái series video này thì bảo đảm các bạn sẽ thượng thừa luôn trong việc điều khiển các ngón tay của mình vào nhiều việc khác nhau, không chỉ là chơi đờn. Ok, rồi không chém gió nữa, vô nội dung thôi. Mình báo trước là cái bài này nó sẽ hơi khó, nhưng mà nói chung là từ cái bài số 5, số 6, số 7 cho đi là cái bài nào nó cũng khó rồi. Cho nên là các bạn cần phải thứ nhất là giữ kiên nhẫn, thứ hai là phải thật bình tĩnh, thứ ba là trong khi tập đừng có nổi nóng ha. Việc các bạn đờn sai trong lúc mà các bạn tập thì nó sẽ xảy ra rất thường xuyên và nhiều cái sự thường xuyên đó xảy ra nó sẽ dẫn đến cho các bạn bực mình, và sau khi bực mình rồi thì các bạn sẽ dẫn đến nhiều cái hành động mà nó rất là thiếu bình tĩnh, thiếu kiểm soát. Cho nên là các bạn cần phải hạn chế cái sự nổi nóng của các bạn, được chưa? Cái hiệu quả của bài luyện ngón số 8 này nó cũng tương tự như bài số 5, số 6, số 7 á, là dùng để khiến cho các ngón tay của mình hoạt động độc lập một cách riêng lẻ và nó phải chính xác. Cái mẫu của bài này như các bạn nhìn thấy nó đang hiển thị á, thì nếu các bạn có căn bản về lý thuyết âm nhạc thì có thể nhìn vào đàn theo, người ta kêu bằng thị tấu. Còn nếu mà chưa có căn bản về lý thuyết âm nhạc thì các bạn có thể nghe hướng dẫn và làm theo từng bước. Nhớ là hai tay đàn y chang nhau. Việc các bạn cần làm là thứ nhất phải nhớ được cái mẫu. Thứ hai là nó được lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại cái mẫu đó nó được lặp đi lặp lại từ bên này qua bên này cái đàn. Rồi ngay chỗ này nó sẽ có một cái ô giao thoa giữa cái việc chạy từ bên này qua bên đây rồi chạy ngược về bên này. Ở chỗ này sẽ có một cái ô giao thoa, được chưa? Thứ nhất là các bạn phải nhớ được cái mẫu nè. Thứ hai là cái ô giao thoa nó như thế nào và thứ ba là cái ô kết thúc, hiểu chưa? Cái hồi đầu video này mình đờn á thì mình chỉ đờn có một nửa bài thôi, mình chỉ đờn từ cái đây, từ cái đô này lên tới cái trên này rồi mình trả ngược về cái đô này, chứ không phải là từ đô này
lên đô này, trả về đô này, được chưa? Bởi vì mình không có muốn mất thời gian của các bạn quá nhiều, mình chỉ đơn có một nửa bài thôi, chứ không phải là cái bài đó nó chỉ ngắn là từ đây tới đây đây đâu nha, nó dài từ đây lên đây rồi quay về đây lần đó, ok chưa? Rồi, à, nghe nó phức tạp vậy thôi chứ cũng không khó lắm đâu các bạn. Nó sơ về bài số 8 như các bạn nhìn thấy thì nó được viết ở nhịp 3-4. Nhịp 3-4 thì các bạn nhớ chuyện căn bản là nó có 3 phách trong mỗi nhịp. À, mỗi phách là một nốt đen. Và riêng trong cái bài luyện tập luyện ngón này thì mỗi nốt đen mình chia ra làm 4. Có nghĩa là 3 3 ô nhịp nè, 3 phách trong mỗi ô nhịp nè, chia ra làm 4 của mỗi phách thì 4 4 4 4 8 12. Trong mỗi ô nhịp nó sẽ có 12 nốt cho tay phải và 12 nốt cho tay trái, được chưa? Hai tay cộng lại làm mỗi ô nhịp mình sẽ đờn tổng cộng 24 nốt, được chưa? Riêng cái ô cuối cùng thì khỏi nói, riêng ô cuối cùng thì có mình nó thôi. Ok, rồi bây giờ mình sẽ vô cái mẫu. Mình báo trước là mình sẽ đờn ở tốc độ chậm, nhưng các bạn có thể làm cho nó chậm hơn nữa bằng cách dùng cái tính năng phát chậm lại cái YouTube ha. Ok, bây giờ sẽ là cái mẫu nó như thế này. Tay phải mình sẽ bắt đầu ngón cái ở nốt mi, tay trái bắt đầu bằng ngón út ở nốt đô. Trong bài này toàn bộ các nốt đều cách nhau một quãng 10 chứ không phải là một quãng 8 giống như 7 bài trước đây. Quãng 10 có nghĩa là ví dụ như thằng đô này là quãng 1 đi, thì tiếp tục 2 3 4 5 6 7 8 9 10, quãng 10 của thằng đô. Nếu là thằng rê thì không phải là nốt không phải là nốt mi nữa mà là nốt fa. Đây mới là quãng 10 của thằng rê. Rê là 1 nè, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, được được chưa? Toàn bộ các nốt trong bài này của hai tay nó đều cách nhau một quãng 10 hết. Trước hết các bạn cần phải nhớ cái quãng 10 là cái gì và làm thế nào để xác định nó là quãng 10, được chưa? Đó là mình mới hướng dẫn. Rồi bây giờ mình sẽ là cái tay phải cho cái bài này. Bắt đầu từ cái ô đầu tiên các bạn đang nhìn thấy. Ok, mình sẽ bắt đầu bằng nốt mi. Mi mi là quãng 8. Cái này là vô cái nốt đầu tiên của cái ô nhịp thứ hai. Bây giờ mình sẽ đờn chỉ cái ô nhịp đầu tiên thôi cho các bạn nè, để các bạn dễ hình dung. Cái ô nhịp đầu tiên nè, bắt đầu từ cái nốt mi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 là nó kết, cái nốt thứ 12 là nó kết ở này. Khi mà cái ngón cái vô cái nốt pha dưới này thì nó là vô cái nốt đầu tiên của ô nhịp tiếp theo, cái ô nhịp thứ hai đó. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Hết ô nhịp thứ hai, vô nhịp thứ ba. Được chưa? Lên tới chỗ này. Khi mà cái ngón cái của tay phải lên tới cái nốt son trên này, nó là chỉ dấu của cái chuyện chuẩn bị quay ngược về. Ok chưa các bạn? Bây giờ sẽ là cái tay trái cho bài này. Cũng bắt đầu từ cái ô nhịp đầu tiên các bạn nhìn thấy, nhưng nó sẽ bắt đầu bằng cái nốt đô chứ không phải là cái nốt mi như trên này, bởi vì toàn bộ các nốt trong bài này nó đều cách nhau khoảng 10. Tay trái, tay phải đã mi rồi thì tay phải sẽ là đô, được chưa? Đô này, sau khi bấm nó rồi thì là lên khoảng 8. Hết ô nhịp thứ nhất, vô nhịp thứ hai. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Hết ô nhịp thứ hai, vô nhịp thứ ba, nốt mi. Vô nhịp thứ tư, nốt pha. Lên tới chỗ này. Khi mà ngón út của tay trái vô cái nốt C trên này và ngón cái của tay phải vô cái nốt rê trên này thì nó là cái dấu chỉ của cái việc chuẩn bị chạy về. Ok chưa? Bây giờ sẽ là cái ô giao thoa giữa chuyện chạy lên và chạy về. Khi mà tay phải vô nốt rê, tay trái vô nốt C. Như các bạn nhìn thấy cái ô được tô màu vàng thì bây giờ sẽ bắt đầu từ cái ô đó. Rê rê.
Có nghĩa là mình đang chạy lên tới chỗ này, khi mà hang này nó vô hai nốt này là chuẩn bị chạy về á, là cái ô tô vàng các bạn nhìn thấy đó. Được chưa? Bây giờ sẽ ra tay phải cho cái ô tô vàng nè. Khi mà ngón cái nó vô cái nốt pha của cái ô tô vàng thì ngón đeo nhẫn nó sẽ vô cái nốt rê, ngón út vô nốt mi. Rồi sau khi vô nốt mi này rồi thì nó ngón cái trả ngược về quãng 8, chính thức chạy về. Được chưa? Bây giờ mình sẽ làm lại chậm hơn. Ok chưa các bạn? Rất là dễ ha. Bây giờ sẽ là cái tay trái. Nó cũng tương tự vậy nhưng mà nó khác cái ngón tay. Ngón út vô cái nốt C. Khi mà ngón út vô cái nốt rê thì ngón trỏ nó sẽ vô nốt C trên này. Đố. Ngón cái vô nốt đô. Rồi ngón út trả ngược về quãng 8 của đô trên này. Chính thức chạy về. Được chưa các bạn? Chạy người về tới đây. Ok chưa? Bây giờ mình sẽ ráp hai tay của cái ô giao thoa. Mình sẽ ráp rất chậm. Và các bạn có thể làm nó chậm hơn bằng cái tính năng phát chậm lại của YouTube. Ok. Giờ sẽ là hai tay nè. Được chưa? Rồi, sau khi vô hai cái nốt này rồi thì trả về quãng 8 đờn bình thường. Ok, bây giờ mình sẽ ráp thêm một lần nữa và cũng chậm để các bạn theo dõi ha. Tới dưới này. Bây giờ sẽ là ba ô nhịp cuối của bài kết bài đó các bạn. Ok, khi mà cái thôi mình sẽ chỉ bắt đầu ở cái hai ô cuối thôi bởi vì nó cũng dễ. Cái ô cuối mà cái ô mà các bạn thấy được tô màu vàng á, ngón út nó vô cái nốt rê. Ngón gái vô cái nốt si. Có nghĩa là mình đang chạy ngược dậy tới đây, khi mà ngón út vô nốt rê, khi ngón cái vô nốt si là chính thức chuẩn bị vô cái ô kết thúc đó nè. Tay phải ha, rê tầng rê rê lại nè. Đó, được chưa? Nó rất là dễ. Bài này kết thúc ở nốt mi. Nốt mi bằng cái ngón trỏ của tay phải. Được chưa? Rồi, bây giờ sẽ là cái tay trái. Tay trái cũng đơn giản vậy thôi. Khi mà ngón cái vô cái nốt si là chuẩn bị, cái ô chuẩn bị để kết thúc đó. Si, si, đô, si, rê, si, mi, si, ba, si, son, si, đô. Được chưa? Ráp hai tay nè. Tay này rê, tay này son, si. Ok với các bạn. Làm lại thêm một lần nữa ha. Cái bài này bởi vì tất cả các nốt đó, nó cách nhau một quãng 8 cho nên là các bạn nghe nó sẽ có một cái gì đó nó không có thuận lỗ tai các bạn lắm đúng không? Cái đó là cái các bạn cần phải làm quen bởi vì nó là một cái quãng 10. Cái quãng 10 thì nó rất là
nghe nó không có thuận lỗ tai á, như nãy giờ các bạn nghe thấy đúng không, nó không có thuận lỗ tai lắm, nhưng mà chính xác là nó là cái nội dung được hướng dẫn trong bài này. Ok ha, chẳng qua cái bài này là để giãn giãn ngón tay ra, giãn ngón tay ra và để làm cho cái ngón tay nó hoạt động độc lập, thì cái nội dung của bài nó không quan trọng, bởi vì đây là cái bài luyện tập chứ không phải là cái bài để biểu diễn cho người ta nghe về cái giai điệu của bài này nó hay quá hay là cái kỹ thuật đờn của ông này ông giỏi quá. Đây là mình đang tập cái kỹ thuật đó các bạn, chứ không phải là mình đang biểu diễn cái nội dung của cái bài. Ok ha. Rồi, vừa rồi là cái video hướng dẫn cho cái bài số 8. Các bạn cứ thong thả tập mỗi ngày chừng 30 phút. Thì cái ngày mà các bạn đờn được bài này ở tốc độ nhanh hơn cái tốc độ của cái bài đờn mẫu hồi đầu video này sẽ đến. Tất nhiên là người có năng khiếu thì sẽ mất ít thời gian luyện tập hơn cái người không có năng khiếu. Mình nói thẳng mình là người không có năng khiếu thì mình sẽ phải chịu tốn thời gian hơn người ta. Ok ha. Mình làm một lần không được thì mình làm 10 lần. Mình làm 10 lần không được thì làm 100 lần. 100 lần không được thì 1.000 lần. 1.000 lần không được thì 10.000 lần. Kiểu gì thì trong cái đống 10.000 lần đó mình cũng sẽ có lần mình đờn được. Rồi sau khi mình đờn được cái đó rồi, mình sẽ lặp đi lặp lại cái sự đúng đó, cái sự đờn được đó lần dần cho nó nhanh đi, cho nó nhanh lên. Ok chưa? Cái lý thuyết về cái 10.000 lần tại hay là 10.000 giờ này á, là mình lôi ra từ cuốn Những Kẻ Xuất Chúng của Malcolm Gladwell. Cuốn này nó hay lắm các bạn có thời gian thì các bạn cứ đọc nó đi, nó sẽ dẫn đến nhiều cái lợi cho các bạn lắm á. Khi nhớ lên các bạn, ngày các bạn thành công sẽ đến và phải có tập luyện thì mới có thành công ha. Cái thằng tên là thành công nó không bao giờ nó nhảy đến trước mặt các bạn, nó kêu với các bạn là ê tao là thành công nè, tao đến với mày rồi nè, mày thể hiện tao đi, không bao giờ có đâu, đừng có mơ, tỉnh tỉnh dậy đi. Mình phải luyện tập thì thằng thành công nó mới nhìn tới mình, nó kêu ờ thằng này có luyện tập nè, chắc đến thăm nó một tí, thì lúc đó thì mình mới có một tí gọi là thành công ha các bạn. Không bao giờ ai có thành công mà không có loại qua luyện tập đâu. Chẳng qua cái lúc người ta luyện tập thì các bạn không có nhìn thấy được. Chẳng hạn như là lúc ta luyện tập thì các bạn có thể đang ngủ, đang đi chơi, đang đi du lịch, đang sơn móng tay, đang đọc truyện hay gì đó. Thì người khi mà các bạn đang đọc truyện chú quên, thì người ta đang tập luyện. Ok chưa? Khi mà người ta tập luyện thì mình không có nhìn thấy được đâu. Cho nên là mình có phải có tập luyện, mình phải hy sinh đánh đổi cái thời gian mình giải trí bằng cái thời gian mình tập luyện, thì lúc đó thành công nó sẽ đến. Ok chưa? Bạn phải ưu tiên làm đúng trước rồi mới làm nhanh sau ha. Bạn cần phải kiên nhẫn để thoải mái với cái mẫu cho từng ngón tay. Những cái bài này trở đi nó sẽ rất là khó. Ok, cố lên các bạn. Rồi xong cái nội dung này thì chuyển qua cái bài số 9 ở video tiếp theo ha. Mong các bạn cho mình một like, một subscribe để mình có động lực làm thêm nhiều nhiều video chất lượng cao nhất YouTube cho các bạn luôn ha. Ok, cảm ơn các bạn. See you again. Bye bye.